Hy vọng dự án sắp tới chúng ta sẽ thành công tốt đẹp. Chăm chỉ quá nhỉ. Sếp ạ. Này Tuyết. Dạ. Dạo này nhiều việc lắm phải không em? Dạ không, công việc của em cũng bình thường thôi ạ. Bình thường à? Bình thường thì hôm nay làm thêm giờ em nhá. Nhưng mà sếp ơi, hôm nay nhà em lại có rất là không làm được phải không em? Thế thì anh nhờ người khác vậy. Đang định tăng 50% lương cho anh làm thêm giờ mà không ai nhận. Kìa sếp. Sếp làm gì mà vội thế? Em chưa nói hết. Ý em là mặc dù là nhà em có rất là nhiều việc, nhưng mà vì sếp em có thể hy sinh tất cả. Sếp cứ đưa nhà thôi ạ. Thế à? Thế thì làm nốt đống này cho tôi nhá. Dạ vâng ạ. Dồi ôi, chỗ này đơn giản, sếp cứ để em. Làm tốt à? Dạ vâng ạ. Sếp ạ. Tối nay ở lại làm thêm giờ nhá. Sếp ơi nhưng mà... Sao? Không làm được à? Tiếc nhỉ. Tôi còn đang định bảo cậu Hiếu hot boy ở lại làm cùng hỗ trợ cho cô đấy. À, thôi không làm được tôi giao người khác. Ơ kìa, anh Hiếu ấy ạ? You're beautiful. It's true. Sao? À mà thôi, em chả làm đâu. Sếp cứ đem trai ra để dụ dỗ em. Trai chưa vợ, gái chưa chồng, làm việc cùng với nhau người ta dị nghị chết. Mà thực ra thì cũng không phải chỉ có mỗi cậu Hiếu thôi đâu. Tôi còn bảo thêm cả cậu Quang nữa đấy. Anh Quang ấy ạ? Ui, sếp làm khó em quá. Thôi, tôi không muốn làm khó cho cô đâu. Ơ kìa, em đùa thế thôi. Chứ em nỡ lòng nào để sếp rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Đấy là em nể mặt sếp lắm em mới làm đấy chứ. Chứ không phải là vì em đẹp trai đâu nữa. Nhưng mà làm việc cả đêm đấy. Làm gì mà anh được, sếp cứ để em. Được, thế là cố gắng nhá. Vâng ạ. Tôi về đây. Em chào sếp ạ. Úi dồi ôi các bà ơi, hôm trước tôi thấy sếp xem ảnh trai sầu múi. Đã là cái gì đâu, hôm trước ý, tôi thấy sếp đánh trúng xong cơ. Sếp ạ. Tối nay ở lại làm thêm giờ em nhé. Sếp ơi, tuần này sếp bắt em làm thêm giờ 3 lần rồi đấy ạ. Nhưng đây là việc quan trọng, bắt buộc phải xong trong hôm nay. Sếp cũng biết là nhà em xa rồi. Dạo này trên báo có mấy vụ thiếu nữ bị hiếp dâm giữa đêm nữa. Sếp lại bắt em về. Tôi bắt cô phải về à? Tôi chuẩn bị chỗ ngủ cho cô ở ngoài kia rồi. Nhưng mà... Chăn đây. Gối đây. Tôi còn nghe nói là dạo này cô còn đang cày cái bộ phim Diễn Thi Công Lược mà mạng ở nhà chập chờn lắm. Thôi được rồi, yên tâm, ở đây mạng cứ khỏe, cày đến chục bộ cũng được. Thế nhá, làm việc tốt, tôi đi về đây. Thế em làm tăng cao có mệt không? Thôi nhưng thường anh mua pizza với cả trà sữa cho em này. Pizza với cả trà sữa? Ngon đấy. Nhưng đấy chỉ là trong mơ thôi. Chứ ngoài đời đào đâu ra người yêu mà mua trà sữa cả đồ ăn. Phải làm rõ là lắm việc, lại còn hay đói. Đã vậy lại còn ế, thì biết phải làm thế nào không? Thì phải là bạn với mì xào khô Indomie chứ sao? Bí kíp chúng ta là đây chứ đâu. Nhưng mà có biết nấu đâu. Có món mì mà cũng không biết nấu. Ế là phải. Mì có hai vị, đó chính là vị truyền thống và vị sườn bò cay. Xuất xứ từ Indonesia và có nhãn tiếng Việt in trên bao bì. Có thể mua mì ở bất cứ đâu, như chợ hay là tạp hóa gần nhà. Ngoài ra, mì còn được chế biến bằng lò vi sóng vô cùng tiện lợi. Bước 1, bỏ mì vào nước và sau đó cho vào lò vi sóng quay trong vòng 5 phút. Lưu ý, khi cho vào lò vi sóng nhớ bấm nút, tránh hiện tượng quên. Và nếu có quên thì khi nào bụng sôi nói trở lại chắc chắn sẽ nhớ. Bước 2, trộn đều gia vị và nước sốt. Lưu ý khi thao tác, lực kéo tác động vừa đủ để tránh hiện tượng quá tay làm rơi hết ra ngoài. Chính xác. Và nếu như gia vị có rơi hết ra ngoài thì xin vui lòng thực hiện lại bước 1 với một gói mì khác. Bước 3, khi mì đã được quay nóng thì hãy vớt ra đĩa để ráo.
và bắt đầu trộn gia vị. Phải trộn nhanh và dứt khoát, đồng thời nín thở tránh hiện tượng đang trộn mì mà hắt xì. Sau khi trộn mì xong, nếu như các bạn muốn có thêm thứ để ăn cùng thì các bạn có thể trộn thêm mì cùng với xúc xích, trứng luộc và rau xà lách để món ăn